Em kính chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Cho nguyên bắt đầu đi vào những bản tin sôi động của ngày hôm nay. Các cô chú anh chị em cũng biết á, cả thế giới ngày hôm nay người ta trú tâm ở tại đất nước Indonesia cái buổi họp G20 chính thức vào trong cái buổi họp quan trọng trên cả toàn cầu vì chúng ta đang có trải qua một cái giai đoạn quá nhiều khủng hoảng sau khi hai năm dịch bệnh mà nguyên nghĩ là trong tất cả chúng ta đều cảm nhận được cái sự thay đổi trong cuộc đời của mình. Có thể nói trong cuộc đời của nguyên chưa bao giờ thấy nó có sự thay đổi lớn như vậy. Sau lúc mà con dịch bệnh nó bùng phát, cuộc sống của chúng ta thay đổi hoàn toàn hết, từ cái nếp sống đến cái chỗ đi đứng. Sau khi cái dịch bệnh nó chưa kết thúc và bây giờ dịch bệnh nó vẫn còn, con Covid-19 nó vẫn bám rất là chặt thì cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga tiếp tục bùng phát. Nó đã dẫn đến một cái sự thảm họa về vấn đề kinh tế. Và bây giờ Nguyên nghĩ là các quý vị đều cảm nhận được là cái sự lạm phát ở tại quốc gia mình đang ở càng ngày nó càng nhiều. Nó không có giảm mà nó tăng. Cái gì nó cũng tăng cả. Và bây giờ thì cái buổi họp G20 đó là một cái sự buổi họp quan trọng để cả toàn cầu trên thế giới phải ngồi lại với nhau tìm một biện pháp hữu hiệu để mà ngăn chặn sự việc này trong cái biện pháp mà ngăn chặn cái khủng hoảng trên cả toàn cầu trong đó nó có nêu lên một cái vấn đề quan trọng mà chúng ta đang bận tâm trong thời gian gần đây đó là cuộc chiến tranh giữa ukraine và nga nên là cái buổi họp thì người ta nói rất là nhiều giữa ukraine và nga thì tiếc thay các vị cũng biết đó, là cái buổi họp g20 á thì không có hiện diện của ông putin và cũng không có hiện diện trực tiếp của tổng thống zelensky nhưng tổng thống zelensky thì có gửi thông điệp và ông ta theo dõi cái buổi họp qua vi tính, qua online. Còn Tổng thống Putin thì ông ta hoàn toàn không có mặt. Hoàn toàn không có mặt. Có nghĩa là không giữ gì luôn. Cũng không cần biết, cũng không cần mượn tâm. À, ông ta không có hiện diện gì ở tại buổi G20 hết. Không xuất đầu lộ diện. Nói chung là như vậy. Còn Tổng thống Zelensky thì ông ta theo dõi qua online. Ông ta vẫn dự nhưng dự qua online. Chứ ông ta không có dự bằng trực tiếp cái lời phát biểu của Tổng thống Zelensky ở tại buổi G20 nó có hai vấn đề quan trọng mà ông ta nêu lên. Vấn đề thứ nhất đó là vấn đề muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này như thế nào. Tổng thống Zelensky công bố mạnh mẽ đã đến lúc cuộc chiến tranh này phải kết thúc. Tôi kêu gọi G20 đã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến tranh này. Đã đến lúc đất nước Nga không còn bành trướng và đàn áp những quốc gia láng giềng nữa. Đã đến lúc Putin hãy ngừng tiêu hủy hạ tầng của người dân Ukraine. Đã đến lúc Putin hãy ngừng đe dọa khủng bố đến nhiều quốc gia khác. Và đây là lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky kêu gọi G20 hãy nỗ lực cùng Ukraine để chấm dứt cuộc chiến tranh này ngay bây giờ. Vì cuộc chiến tranh này ai cũng cảm nhận được là cuộc chiến tranh tai hại Và nó chỉ có đem cái sự khó khăn cho toàn cầu trên thế giới Nó không giải quyết được cái vấn đề gì Và cái điều này nó đang kêu gọi Thì ông ông Sergei Lavrov là bộ trưởng bộ ngoại giao của Nga Sau khi cái lời phát biểu của tổng thống Zelensky Là kêu gọi sự chấm dứt cuộc chiến tranh và kêu gọi Nga Hãy ngừng ngay cuộc chiến Hãy ngừng ngay sự tấn công vào hạ tầng của Ukraine thì bộ trưởng Bộ ngoại giao của Nga ông ta có một câu trả lời rất là ngắn gọn và ông ta phát biểu là sự đàm phán với Ukraine không thể nào thực thi được. Và ông ta cáo buộc rằng là Ukraine không có hài hòa, Ukraine không có muốn đàm phán. Ukraine không có muốn đàm phán nên cái sự đàm phán giữa Ukraine và Nga không có thể thực thi được. Tại sao giữa Nga và Ukraine không có thực thi được câu chú và anh chị em? Nó đơn giản là cái lập trường không giống nhau. Vui lắm cái lập trường không giống nhau đến cái mức độ này nè Các quý vị cũng biết Cách đây ngày hôm qua à, Nguyên chia sẻ với các cô chú anh chị em Một cái bản tin là Tổng thống Zelensky Ông ta đích thân đi đến thành phố Kershaw Và treo cái lá cờ lên Treo cái lá cờ lên Trên cái hành chánh quan trọng Và ông ta treo cái lá cờ ở tại đó Thì cái sự hiện diện của tổng thống Zelensky Thứ nhất Đó là Sĩ khí quân đội tăng cao Thứ hai là để ổn định lòng dân ở khu vực Kẹt Sơn mới vừa được giải phóng. Thứ ba là để khẳng định là một vị tổng thống dù có nguy hiểm ở nơi nào cũng đi. Bởi vì Kẹt Sơn vẫn chưa là một cái nơi an ninh. Thì cái, cái chuyện mà tổng thống Zelenskyy ông ta đến Kẹt Sơn để mà treo lá cờ đó là chuyện rất là bình thường. Nó không có cái gì mà phải nói hết. Nhưng mà mấy bà ông nghe thì ông nói. Các vị biết mấy ông nghe ông nói gì không? Mấy ông nghe ông nói là tại sao Zelensky, tại sao, tại sao mày đến đất nước của tao? Kẹt xôn là đất nước của tao, tại sao mày đến đó mày treo lá cờ? Các vị thấy nó, nó các vị có nghe cái cảm giác nó có kỳ kỳ đâu không? Các vị có cảm nhận nó kỳ kỳ không? Phải cái chuyện nó quá cũ, cái chuyện mà không ai biết. Cái chuyện cách đây 500 năm, 1000 năm về trước lịch sử, thì người ta quả thật là người ta không biết, người ta quên lãng đi người ta không còn biết là nga xâm lược ukraine và nga mới mới vừa bỏ phiếu để xác nhập kẹt sơn vào đất nước nga thì mình không nói gì cái câu chuyện cách đây chỉ có vài tầng thôi câu chuyện cách đây nó có vài tầng thôi nó có vài tầng thôi cô chú và anh chị em thì ông nghèo nó trời, zelensky tại sao mới làm gì? tại sao mày vào đất nước của tao rồi mày treo lá cờ ukraine lên nhiều khi nguyên không có hiểu là mấy ông nga ổng có bảo có trong đầu của ổng có nhớ kỹ hay không? đi cướp đất của người ta, rồi bị người ta đánh lui chạy mất dép, rồi khi người ta treo lá cờ lại trong lãnh thổ của người ta thì ngược lại cáo buộc của người ta là cướp đất của mình. hay chuyện nó cũng là các thứ vậy. nên tại sao tôi nói là cái lập trường giữa Ukraine và nga nó không thể đàm phán trong bây giờ là gì? cái quan điểm của hai quốc gia nó hoàn toàn, nó hoàn toàn nó trái ngược hết. Thí dụ, Yêu Khan họ nói bây giờ các anh muốn đàm phán, cái miệng thì các anh lúc nào cũng nói đàm phán, đàm phán và đàm phán. Nhưng các anh vẫn tấn công vào hạ tầng của chúng tôi. Ngày nào các anh cũng giết mười mấy hai chục người dân của chúng tôi hết. Ủa, đàm phán kiểu đó à? Đàm phán kiểu đó sao? Nếu các anh muốn đàm phán với chúng tôi, cái đầu tiên nhất là các anh phải chứng minh là các anh không muốn tiếp tục chiến tranh. Bằng cách tốt nhất là anh không bắn nữa. Thứ nhất là các anh không bắn. Thứ hai là cái anh lui binh Hai cái hành động này của các anh đã chứng thực được là anh muốn đàm phán Còn cái này anh miệng thì nó đàm phán Anh vẫn đưa binh xua binh lên Anh vẫn gửi tân binh lên Anh vẫn anh vẫn trang bị thiết bị Anh vẫn mua vũ khí từ nước ngoài anh nhập về Anh vẫn tiếp tục tấn công chúng tôi Mà cái miệng anh thì lúc nào cũng nói đàm phán Nhưng cái hành động của anh thì đi ngược lại tất cả những gì anh nói và cái điều đó thì cái lập trường tránh trị của hai bên vẫn không có thể đàm phán được. Nên cái lý do đó mà cái buổi họp G20 nó khá là nổi, gọi là khá là nổi bật. Cái khổ thay á là ông bộ trưởng ngoại ngoại giao của Nga đó, ông không có phát biểu nhiều bữa nay. Ông không dám phát biểu nhiều, phải nói một câu. Ông bộ trưởng ngoại ngoại giao của Nga ngày hôm nay trên buổi G20 á, ông cũng khá là thận trọng. À, nó có xảy ra nhiều biến cố, cái vấn đề mà các quý vị cũng biết đó, đang tranh cãi ngày hôm qua đó Nếu các quý vị nào có theo dõi thông tin của những báo chí khác mà Nguyên đưa rất là sớm Đó là sự việc mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga phải đi nhập viện Sau đó thì ông ta ra viện nhưng mà Nga thì nói là không có chuyện đó Thì không biết sức khỏe của ổng có vấn đề gì hay không khi cái buổi họp G20 Nhưng mà cô chú anh chị em, nhưng mà ổng không có phát biểu nhiều Ổng chỉ có phát biểu ngắn gọn một lần duy nhất không phát biểu nhiều nên là có thật sự là họ sợ bị nhục họ sợ bị chỉ trích họ sợ bị lên tiếng nên là họ thà có sự hiện diện nhưng thực tế có cũng giống như không có cũng giống như không ngoài ra thì ngày hôm nay liên hiệp quốc đã cáo buộc hai quốc gia liên hợp quốc cáo buộc hai quốc gia là những binh sĩ của nga và binh sĩ của ukraine đang bị giam giữ trong những trại trại giam tù binh đang bị tra tấn đây là liên hiệp quốc họ cáo buộc cả hai bên nha cho họ không có nói là chỉ có nga hay là của ukraine họ cáo buộc là hiện bây giờ có những binh sĩ nga và binh sĩ ukraine đang bị giam giữ trong những trại giam đang bị tra tấn và họ kêu về vấn đề nhân đạo về cái vấn đề này thì tổng thống zelensky ông ta có một câu trả lời rất là lẹ ông ta nói rất là đơn giản cái vấn đề mà có việc tra tấn hay không tôi không thể khẳng định 100% được vì các vị cũng biết cuộc chiến tranh mà nó hận thù nó gieo chồng chất người thân người ta chết gia đình người ta chết sự hận thù nó chồng chất nó rất là khó để bảo đảm hoàn toàn là những binh sĩ của nga không bị ngược đãi nên tôi có một cái kiến nghị là chúng ta trao đổi tù binh 100% có nghĩa là bên nào cũng trao đổi tù binh 100% hết chúng ta không phải trao đổi tù binh lặt vặt nữa đợt này chúng ta trao đổi hết có bao nhiêu trao đổi bấy nhiêu có bao nhiêu trao đổi bấy nhiêu vậy là chúng ta sẽ hạn chế đi cái vấn đề ngược đãi tù binh. Thì cái ý kiến này nó hay cô chú và anh chị em. Bây giờ làm sao mà chúng ta không thể ngược đãi tù binh được trong cái cuộc chiến tranh mà thù hận thì nó khó lắm, nó thật sự các vị. Dù tốt cách máy, một con người có thể nói là có nhân đạo cách máy, một con người có có thể nói là có đạo đức cách máy nhưng mà cái thù hận nó che lấp cái lương tâm rồi. Cái thù hận nó che lấp cái lương tâm và trong trại giam thì thế nào cũng có sẽ bị ngược đãi, ít hay nhiều. Ít hay nhiều thôi. Có người thì không bị, có người thì bị tùy theo cái trường hợp nên cái vấn đề mà tốt nhất là trao đổi tù binh hết, trao đổi tù binh hết, à, trao đổi tù binh hết. vậy thì cái vấn đề mà ngược đãi nó sẽ không có vì đâu còn ai bị giam nữa, không còn ai bị giam nữa. thì nhưng đây là cái ý kiến của tổng thống Zelensky, ông ta muốn trao đổi tù binh hết phía Nga, tất cả những tù binh Nga có, tất cả tù binh Ukraine có, mình trao đổi công bằng trao đổi hết. nhưng hiện bây giờ phía bên Nga chưa có phản hồi về vấn đề này. Phía bên Nga chưa có phản hồi cái câu đề nghị ở tại buổi họp G20. Buổi họp G20 tổng thống Zelensky khi bị cáo buộc rằng là giữa ông Segulakov và tổng thống Zelensky bị cáo buộc là giữa Nga và Ukraine đều ngược đãi tù binh. Thì tổng thống Zelensky lanh ý và ông ta đưa ra cái kiến nghị là ngay lập tức. Vậy chúng ta trao đổi là không còn có vấn đề này. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề khá là nổi bật ở tại buổi G20. Còn dài bản tin nổi bật của buổi G20 cũng liên quan đến Khanh Tổng thống Joe Biden nhà ta rất là vui mừng. Sau khi ngày hôm qua đã nói chuyện trực tiếp với ông Tập Cảng Bình, hai bên phái đoàn giữa Mỹ và Tàu đã nói. Thì sau khi cái buổi họp vừa ra thì báo chí nó bu lại. Ê Tổng thống Mỹ ơi, Tổng thống Mỹ ơi. Ông nói với ông Tập cái gì mà sao thấy anh vui, ông vui thế, ông vui thế, ông vui thế. Thì Joe Biden sau cái buổi họp bước ra với cái nụ cười rất là tươi tươi rối tươi rối thì ông mới nói là tôi với tập cận bình đã nhất trí về vấn đề uy khan và Tàu cộng đã cam kết là sẽ ngăn chặn và lên án nga nếu nga sử dụng vũ khí hạt nhân chúng tôi thành công rồi đấy đây 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 có nghĩa là cái buổi họp giữa phái đoàn của hoa kỳ và phái đoàn của Tàu ở tại đất nước Indonesia thì hai bên quốc gia họ nêu lên vấn đề cuộc chiến tranh ở tại Ukraine thì các quý vị biết chiến tranh Ukraine là một cái cuộc chiến tranh mà người ta lo là cuộc chiến tranh nó có thể kéo dài và nó đem tới vũ khí hạt nhân thì các cô chú anh chị em cũng thấy được là họ đang làm cái sự việc họ sợ cái vũ khí hạt nhân lớn mạnh cần có sự áp lực để cho Nga không thực thi cái vấn đề này thì họ mới kêu gọi Tàu Cộng lên tiếng trong thời gian vừa qua cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga thì Tàu Cộng đứng về cái lập trường trung lập, à, không có xen vào, cũng không lên tiếng nhiều. À, dù có lên tiếng thì cũng lên tiếng theo kiểu ba phải, bên nào cũng đúng, không có bên nào sai hết. Thì bây giờ thì Tập Cẳng Bình đã bị sự ép lực và kêu Tập Cẳng Bình phải lên tiếng về vấn đề hạt nhân. Trong nguyên nói thật, đó là quyền lợi của đất nước Tàu. Bây giờ Tàu Cộng dám, dám ủng hộ Nga tấn công hạt nhân Ukraine không? Tàu Cộng dám ủng hộ một ngày nào đó Tàu Cộng đối đầu với Mỹ Mỹ nó quất cho vài trái bơm rồi lúc đó hối hận Nên là ông Tập Cẳng Bình Ông rất là khôn Vì cái vấn đề này không thể nào chấp nhận được Những cái vấn đề khác Ông không thèm xem vào Nhưng về vấn đề hạt nhân Là liên quan đến tương lai của đất nước của ông Nên ông bắt buộc phải lên tiếng Nên là trong cái buổi họp giữa Tổng thống Joe Biden Và Tập Cẳng Bình Thì Tập Cẳng Bình đã có lên tiếng về vấn đề hạt nhân và họ không chấp nhận được Nga sử dụng hạt nhân ở tại đất nước Yêu Khanh. Nhưng mà nói vì nói đó là chuyện của mấy ông. Còn ông Putin, ông muốn làm hay làm là chuyện của ông. <laughs> Chắc quý vị có đồng ý với Nguyên không? Mấy ông hợp với nhau thì các ông hợp đi. Các ông muốn nói gì các ông nói cho thực tế và Putin muốn làm hay không là chuyện của ông ạ à? Ai bây giờ cấm ông đưa về. Ngón tay là ngón tay của ông. Cái miệng là cái miệng của ông. Putin ông có điên có khùng có buồn buồn vợ bỏ con la hay gì đó à, bị vợ mé uh, ruồng bỏ hay ngoại tình gì đó tức quá bấm nút rồi sao? Đâu có ai biết được nên là mấy ông hợp thì mấy ông cứ hợp nhưng mà thực tế cái người bấm cái người bắn là Putin. À mấy cái ông cứ lên tiếng thì ok Joe Biden lên tiếng tập Cẩn bình lên tiếng mà không lên tiếng Olaf lên tiếng nhưng mấy cái ông lên tiếng thì cái người bấm nút là Putin phải nhớ là như vậy. À, thì đó là cái bản tin liên quan cái buổi họp g 20 giữa mỹ và tàu đó là mình kêu là cái họp đơn phương hai quốc gia ngoài ra thì pháp cũng vậy phái đoàn của pháp tổng thống của pháp đã gặp trực tiếp ông tập cảng bình à, các vị cũng biết là bây giờ á, người ta muốn muốn cô lập Nga bằng cách là bắt tay với tàu à, và ép tàu cộng À, không phải ép trao đổi với tàu cộng mới đúng hơn trao đổi với tàu cộng giữa ban giao châu âu hoa kỳ và nga cộng thì cái điều này thì họ họ đưa lên cái bàn cân để mà họ ép đất nước tàu và họ ngoại giao với nước tàu để cho nước tàu cô lập nga vì sự cô lập của tàu cộng vào nga nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến nền kinh tế của nga mà nếu nga không có kinh phí thì nga không thể tiếp tục cuộc chiến tranh nên là tổng thống pháp cũng là đến rồi gặp ông tập cận bình trong một cái buổi họp thì sau khi buổi họp giữa chính phủ của pháp và chính phủ của tàu thì người ta cũng đặt một câu hỏi tương tự như vậy là giữa hai bên các ông nói cái gì các ông có nói vấn đề của ukraine hay không vì cả thế giới người ta bận tâm thì tổng thống pháp nhà ta nói là chúng ta nói về vấn đề của ngoại giao Ban giao của hai quốc gia hài hòa giữa tàu và pháp trong nhiều nhiều chục năm vừa qua và chúng ta cũng nói về vấn đề của Uy Khanh. Chúng tôi đang kêu gọi thúc đẩy đất nước Tàu phải đóng một cái vai trò, một cái một cái quốc gia lớn để ngăn chặn cuộc chiến tranh tài kêu là tàn hại cái nền kinh tế cả toàn cầu. Và phía bên Tàu Cộng đã nhận lời của lời của tôi kêu gọi. Đấy, ông ông Pháp cũng vui lắm các quý vị. Ông cũng tưởng là Tàu Cộng nói như vậy là Tàu Cộng nó sẽ nhận lời. Mấy người Tây phương á, họ không biết cái tiếng Việt Nam mình kêu là bằng mặt nó không bằng lòng. Mấy ông Tây phương á, ổng không có biết cái Việt Nam mà kêu là Việt Nam á. À, à, đúng anh, đúng anh. Mà trong đầu nó hồi đó mày biết tao tao quấn mày giờ. À, mà cái 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 mặt à. Chào anh, chào anh. Đó. Ok ok anh, được anh, được anh. Ồ anh nói à được, được được. À, mấy ông Tây phương á, họ không có hiểu người Á châu chúng ta. Người Á châu chúng ta nó có những cái sự việc ngoại giao nó quái đản lắm người tây phương họ không thích mình là họ tao không thèm nói chuyện với mày nữa tao không bắt tay không chơi với mày nó thỏ, nó rõ đó nó nó rõ lắm quý vị nó rõ lắm nó rõ nét lắm còn người á châu chúng ta nó bằng mặt không bằng lòng nhất là mấy ông tàu ông khôn lắm miệng thì cười cười ơ à, ngoái ngó ấy nỉ nỉ ấy ngọ à, sau lưng là tao ngọ tả lì sĩ mày là tao quýnh mày bây giờ đó à, trong lòng thì như vậy nhưng miệng thì lúc nào cũng cười cười hết thì bây giờ là ban giao ngoại giao dưới cái hộp của quốc tế Các anh yêu lên vấn đề thì tôi sẽ nói ok ok thôi Nhưng tôi có làm hay không là chuyện khác À mà ông Pháp, ông Mỹ rồi mấy ông nói chuyện với Tập Cận Bình Xong ông nào cũng cười, ồ thành công rồi Chúng ta đã níu kéo được Tàu Cộng đứng về phía mình để đối kháng với Nga Mấy ông cảm giác là tự hào lắm À Nguyên nói thật chứ các quý vị là mấy ông Tây Phương này đó Họ còn phải học qua một vài cái khóa cái khóa văn hóa Á Châu chúng ta họ mới hiểu được Tàu còn cái ngày nào mà họ còn giữ cho cái bộ não của họ và họ chưa có thấm nhuận cái văn hóa Á Châu thì họ lúc nào cũng sẽ bị gớt bẫy với cái sự việc ngoại giao cả đó là buổi họp G20 G20 còn nhiều bản tin hấp dẫn lắm nhưng mà để chút nữa nguyên cập nhật ok vì nó không liên quan đến ưu Khan đó là tạm thời là cái buổi họp G20 cho Nguyên tạm thời ngừng ở đây. Bây giờ chúng Nguyên cập nhật và chia sẻ cùng cô chú anh xem những bản tin cũng khá là thú vị đây. Trong diễn đàn của Nguyên có ai yêu đá banh hay không? Ai thích coi đá banh? Yêu đá banh? Yêu trái banh? Hình như đàn ông yêu cái gì nó tròn tròn các vậy Đặc biệt đàn ông thanh niên của chúng Nguyên à, là hay yêu cái gì nó tròn tròn. Cái gì tròn tròn là khoái à? à tại sao nhiều người phụ nữ nó trời tôi không hiểu được. 22 thằng đàn ông chạy theo một cái trái banh một à. Không hiểu được luôn có ai yêu coi đá banh thích đá banh coi đá banh hay không à có cho nguyên số một Wow, bà con cô bác cũng yêu nhiều quá ha cỡ này phong trào đá banh nam nữ vẫn thích các cái vị có biết là cúp thế giới nó sắp tới ở Qatar cúp thế giới thế giới thì nó bắt đầu là ngày 18 tây ngày 18 tây thì các vị biết cái tin gì vui không ông chủ tịch FIFA ông nói uh, cho tôi có một cái kiến nghị cũng buổi họp G20 đó. cho tôi có một cái kiến nghị à, anh anh nga anh ư khan các anh có thể ngừng bắn ở trong cái cái mùa đá banh thế giới được không để cho bà con cô bác người ta coi đá banh đó đây là một cái sự kiện nguyên thấy khức mắc cười tại sao nguyên cười mấy chiến tranh người ta chết sống người ta chết sống người ta bị nhà tan cửa nát đủ thứ hết còn mấy ông đá banh thôi. Bây giờ các anh nghĩ nè nghĩ 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 đánh nha canh ngừng đi nha chuẩn bị coi đá banh Ngừng hết hết chiến tranh hết để cho quân đội nó coi đá banh à, ngày 18 tây đã bắt đầu rồi các anh ngừng đi nguyên một tháng vì đá banh cúp thế giới là nguyên một tháng các quý vị từ ngày 18 tây tháng 11 đến cái bế mạc là vào tháng 12 đó ngừng hết coi đá banh coi đá banh đi đừng có đánh chiến tranh này trong cái tháng này nữa tạm thời ngừng tạm thời để coi đá banh thôi adu ghê thiệt Quý không biết trong FIFA này ổng nhiều khi ổng cũng vui á à, ổng cũng đang là có thể nó đưa ra những cái kiến nghị cũng táo bạo thì cũng đúng thôi nếu mà thực tế mà ngừng nó thực tế á, nếu mà ngừng chiến tranh bây giờ á, nó là bất lợi cho Ukraine ngừng chiến tranh bây giờ là bất lợi cho Ukraine nhưng mà ai cũng muốn cuộc chiến tranh này để kết thúc cả nó thực tế là như vậy nhưng mà fifa nó đưa cái kiến nghị mà là cho nguyên mắc cười à fifa đưa lên cái kiến nghị là ngừng chiến tranh để đi coi đá banh đó à, thì nguyên thấy là mắc cười, <cười> FIFA tào lao hả Thì Ông ta nói cái câu này Ở trước mặt gần cả 50 quốc gia trên thế giới Chứ không phải nói riêng biệt cho ai nghe nha Ông ta nói cho cả toàn cầu trên thế giới Kêu hai quốc gia ngừng chiến tranh Để coi đá banh à, Các quý vị là phải biết là đá banh cái này Nó nó vai trò nó quan trọng cỡ nào à, à, Nên là cái điều đó Là một cái điều mà Nguyên thấy cái bản tin Mà Nguyên đọc bữa nay đó Mà Nguyên thấy cười đó đó là cái quan điểm mà khi họ nghĩ rằng là họ có thể tác động được, họ có thể tác động được. À, cũng vui chứ, cũng vui, mấy ông FIFA này cũng vui thiệt. Và bây giờ Trung Nguyên phân tích là cuộc chiến tranh. À, trước khi đến và phân tích, Trung Nguyên đưa một cái bản tin liên quan đến vấn đề mà theo cái lời phát biểu của Tổng thống Joe Biden. Bữa nay thì báo chí nó bao vây Tổng thống Joe Biden và nó đặt một câu hỏi. Nó nói Tổng thống Hoa Kỳ vĩ đại ơi, à, 81 triệu lá phiếu ơi. <laughs> à, cho tôi hỏi một câu là cái vấn đề mà giữa Ukraine và nga cuộc chiến tranh này à, nó có thể à, như thế nào vào mùa đông như thế nào vào mùa đông à, sắp tới rồi mùa đông như thế nào thì tổng thống Joe Biden ông ta phân tích và chia sẻ trên báo chí sau đây ông ta nói là hiện bây giờ hai bên á vẫn không cùng nhau một cái quan điểm để mà đàm phán à, không có cách nào ngồi với nhau đàm phán hết tổng thống Joe Biden đã xác nhận được là sau cái cái buổi phát biểu của tổng thống Zelensky và lời phát biểu của tổng thống à, bộ trưởng bộ ngoại giao của Nga thì tổng thống Joe Biden nói là hai bên không thể nào ngồi với nhau mà đàm phán được nữa thì tạm bây giờ là không thể đàm phán được nên là cuộc chiến tranh này theo ông nghĩ là là đóng băng có nghĩa là đóng băng hai bên bởi vì khí hậu lạnh nên là hai bên sẽ cuộc chiến tranh vào tháng 3 tháng mùa đông nó sẽ bị đóng băng có nghĩa là nó rất là chậm nó rất là chậm đây là theo lời quan điểm của tổng thống Joe Biden nguyên thì không đây là cái bản tin mà nguyên muốn nói là cuộc chiến tranh vào mùa đông đây là lời phát biểu của Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay à, trên cái à, trường hình TV của buổi họp G20 được công chiếu ở tại Indonesia và nhiều khắp nơi trên thế giới. Theo cái quan điểm và cái nhìn của Tổng thống Joe Biden là cuộc chiến tranh này nó sẽ đóng băng vào mùa đông mà nó chậm hơn. Vì theo những nhà chuyên gia đều suy luận như vậy, còn nguyên thì không cắt với vậy. Lý do, nguyên nhân thì nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em đây luôn hiện bây giờ đó ukraine đang ở trong một cái vị thế tốt hơn có thể là vị thế tốt hơn đặc biệt là trong thời gian gần đây thì cái sự thành quả của ukraine đặc biệt là trong vòng 2 tháng gần đây thì cái thành quả của ukraine đạt được rất là nhiều trong nhiều mặt trận ở khu vực miền đông ở khu vực miền bắc ở khu vực miền nam thì những mặt trận mà ukraine đang chiếm ưu thế cái gần nhất đây là cái khu vực kẹt sơn mà chúng ta mới vừa giải phóng được vài ngày và đây là chúng ta thấy rõ được là cái sự nỗ lực và cái sự khí thế của quân đội của Ukraine. Khi lúc đó lực lượng quân đội của Nga tinh thần đang tuột dốc, thiết bị quân sự đang yếu kém và Nga đang duyện binh một cách thần tốc dưới những cái binh sĩ tân binh mà thiếu kinh nghiệm trên mặt trận cuộc chiến, nó sẽ không giúp đỡ gì cả. Và đặc biệt hơn nữa là Nga đang thiếu thiết bị. Và bây giờ là cái giai đoạn mà có thể nói là cái may mắn cho Ukraine là cái giai đoạn mà Ukraine vẫn còn có vũ khí, vẫn còn có nhân lực. Mà nếu bây giờ không đánh, mà không tiếp tục đánh mạnh, thì để đợi 3 tháng sau, những binh sĩ của Nga mới vừa chiêu mộ đã được huấn luyện Nga mua vũ khí từ nước ngoài, từ Bắc Triều Tiên, từ Iran, từ nhiều quốc gia khác, đổ xô về, thì cuộc chiến tranh nó còn khó khăn cho Nga hơn nữa. Bây giờ không đánh còn bây giờ chờ chờ đợi nào Bây giờ không thừa tháng xong lên Bây giờ là kẻ địch đang yếu kém nhất về tinh thần và vật chất Thì tại sao Ukraine để cho Nga có cơ hội hồi phục Nên đối với Nguyên á, là chánh phủ của Ukraine Họ không bao giờ ngừng tấn công Dù mùa đông Dù mùa đông có lạnh cách mấy đi nữa Vì lạnh cả hai bên, bên nào cũng lạnh Nhưng cái may mắn cho Ukraine á, là họ có trang bị Họ có trang bị và đặc biệt cho Nguyên nói có một cái nó quan trọng hơn là trang bị đó là trái tim. Họ có mục tiêu, họ có trái tim nóng bỏng để bảo vệ đất nước. Họ có một cái sự cuồng nhiệt nó làm cho họ không sợ chết. Còn Nga thì không. Nga thì đi đánh chiến tranh thì nhớ vợ, nhớ con, sợ chết, sợ lạnh, đủ thứ hết. Cái tinh thần Nga không có. Và cái điều đó nó đã dẫn đến mà cái cơ hội cho Ukraine là mùa đông năm nay sẽ có thể đạt được những cái thành quả lớn hơn nhiều. Nhưng tất nhiên đây là cái quan điểm của Nguyên, còn quan điểm của Tổng thống Joe Biden thì là một cái quan điểm khác. Cái sự việc mà ngày hôm nay các cô chú anh chị em cũng thấy rõ được á là Ukraine họ đang ở trong một cái giai đoạn ưu thế mà cái điều này không thể nào trói cãi được nữa. Bây giờ mấy bác ủng hộ Nga không bao giờ cũng lên tiếng được nữa vì không cách nào binh Nga được nữa. À, mấy bác thì đầu tiên vô diễn đàn của nguyên thằng này nó nói xạo quá. Tao nghe tin của Nga đâu có gì đâu. Vì các bác quá tin tưởng tin của Nga. Vì thông tin của Nga nó chỉ có một chiều và nó không có được sự kiểm duyệt. Nó chỉ viết theo để bảo vệ cái đường lối của Putin. Nhưng nó không phải là nói là cái bản tin nó xác thật với cái thực tế thị trường. Nếu các bác muốn nghe tin thực tế là các bác phải đi vào những bản tin nó kêu là cái tin trung lập nó chẳng thèm đứng về phía Ukraine nó cũng chẳng thèm đứng về phía Nga. Và nó săn tin và nó bán thông tin, thông tin họ mới là chính xác. Những người họ sống nhờ bán thông tin các quý vị. Nghề nghiệp của họ là đi kiếm thông tin và bán thông tin để mà kiếm tiền. Và thông tin của họ phần lớn là 99% đều là chính xác. Thì trong cái mặt trận chiến trường thì chúng ta đã thấy rõ được là Nga đang hứng chịu những sự thất bại khá là nặng nề và sự thất bại của nga nó đang dẫn đến một cái điều là nga không thể nào cầm cự và nga đang chờ một cơ hội nga đang chờ một cơ hội là kéo dài thời gian bằng những cái dụ dỗ ukraine bước vào sự đàm phán nga đang dụ dỗ ukraine ngừng cuộc chiến tranh vào mùa đông để cho nga có thời gian chuẩn bị lương thực thiết bị và nhân lực rồi tiếp tục cuộc chiến và chúng ta thấy rõ được qua lời phát biểu của ông medvedev qua lời phát biểu của ông Dmitry Peskov nghe vẫn cho rằng là Ukraine là của họ, kẹt sơn là của họ. Tổng thống Zelensky treo cái lá cờ trên lãnh thổ của người ta thì họ vẫn nói là đây là đất nước của họ. Thì mình thấy rõ được là họ đang chơi một cái chiêu là gì? Kéo dài thời gian để dưỡng binh, để cho cuộc chiến tranh lớn hơn trong những ngày kế tiếp. Nên cái giai đoạn này mà Ukraine thực tế mà ngừng chiến vào mùa đông đó là chiến lược thất bại nếu mà làm chuyện đó. Mùa đông năm nay có thể chết chóc rất là nhiều. Bắt buộc phải hy sinh. Nếu muốn cuộc chiến tranh chiến thắng. Và bây giờ, cho Nguyên cập nhật cái bản tin vui cho các quý vị. Để cho Nguyên khẳng định cái lập trường của Nguyên nói ngày hôm nay. À, tất nhiên nó phải chưa đến mùa đông, chúng ta chưa mới ta mới bắt đầu thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một bản tin vui ở khu vực Lufgan. Tổng thống Zelensky công bố, à, chúng ta biết là khu vực lúc các đang giao tranh khốc liệt à, có là khu vực miền bắc đó mình kêu là đông bắc của chú anh chị em đang giao tranh khốc liệt lực lượng quân đội của ukraine đã giải phóng một ngôi làng gần thành phố cách thành phố sibadonets 50 chục cây số có nói chúng ta biết là hiện bây giờ ở miền nam mặt trận nó đang bị chậm lại bởi vì mới vừa giải phóng một vùng đất quá lớn phải cần ổn định lại an ninh trở lại thì lực lượng, lực lượng quân đội quy khanh đã tập trung tiếp tục tấn công ở miền đông bắc và hiện bây giờ đang đạt được những thành quả đáng kể khi khu vực đông bắc đang quản lý với lực lượng quân đội wagner mà lực lượng yêu khanh vẫn tiếp tục tấn công đi sâu vào và hiện bây giờ họ đang giải phóng càng ngày càng nhiều những ngôi làng ở khu vực miền đông và có thể trong những ngày kế tiếp họ sẽ đẩy lùi kẻ địch về lại những vị trí cũ ở khu vực đông bắc tình hình nguyên nói cho cô chú anh chị em ngày hôm qua mình mới cập nhật đó, là có cái dấu hiệu ở thành phố melitopol sẽ bị thất thủ tuy rằng hiện bây giờ giao tranh ở tại melitopol không có nhiều nhưng thấy có tình hình là nga cảm giác là chủ ở tại melitopol sẽ không có lợi cho nga và hiện bây giờ cái dùng donbass chuyển sang qua cái dùng donbass đang giao tranh một cách khốc liệt và lực lượng quân đội ukraine vẫn tiếp tục đạt được ưu thế và đang tiếp tục tấn công sâu vào và nga đang vẫn tiếp tục lui binh và hứng chịu những sự thất bại cái vấn đề quan trọng hơn cái vấn đề quan trọng hơn đó là hiện bây giờ trong một cái bối cảnh và tình hình nga đang bị sự áp lực do đến người gia đình của họ các vị cũng biết là mấy ngày hôm nay á là mấy bà vợ mấy bà mẹ đổ xô về họ đi đến những khu vực đông bắc Họ đi ngay chăng cái chợ tuyền chuyến và nắm đầu con của mình về. Nắm, kêu chồng mình đi về. Các người bị biết tới mức độ đó. Tới mức độ mà bây giờ, mà hiện bây giờ, người ta bây giờ không cách nào hơn người ta muốn kêu con người ta về, người ta không muốn đánh nữa. Lý do người ta không đánh vì cái sinh mạng chết quá nhiều. Ngày hôm nay con số nó gần 82.000 rồi. 81.000 mấy trăm. Gần 82.000 binh sĩ của Nga đã tử vong rồi. Cái con số 82.000 hay là 81.000 đây Đây là con số những binh sĩ tử trận ở trên mặt trận Nguyên chưa có tính những binh sĩ chết khi bị thương vào trong bệnh viện Nguyên chỉ có tính những binh sĩ chết trên mặt trận Ít nhất là 82.000 82.000 binh sĩ Và cái sự mất mát nó quá lớn của chú anh chị em Nó quá lớn nó quá lớn nên là cái cái sự việc mà hiện bây giờ cái niềm tin về cuộc chiến giao tranh nó không đem lợi cái quyền lợi cho đất nước nga ngược lại nó đem lại cái sự khó khăn và nền kinh tế bị cô lập và binh sĩ của nga chết quá nhiều nên là hiện bây giờ nó đã dẫn đến cái sự việc là binh sĩ của nga không còn có sĩ khí và cái điều này thì ukraine họ lợi dụng thời cơ và họ tiếp tục tấn công và họ đã đạt được thành công ở tại lufgan à, thì ngày mai ngày mốt thì nguyên nghĩ là ở tại khu vực Lufgan sẽ có thêm những cái thị trấn và những cái lá cờ Ukraine sẽ được treo chính thức lên nhiều nơi nữa với cái đà tấn công kiểu này. Cô chú anh chị em, đó là bản tin vui ở khu vực Lufgan mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú anh chị em. Một bản tin cảnh cáo khi toàn thế giới chúng ta tập trung vào ở buổi họp G20 à, ở tại Indonesia thì có một cái quốc gia đang có một sự gặp mặt rất là đặc biệt đó là tại Thổ Nhĩ Kỳ bữa thứ hai chiều thứ hai vừa qua thì ông win jambon ông win jambon mình kêu là sao ta à, giám đốc an ninh tình báo cia của hoa kỳ ông ta đến thổ nhĩ kỳ và gặp trực tiếp cái người đồng cấp của mình là đồng cấp là ông ở bên nga đó ông bên nga đến để mà nói về vấn đề an ninh quốc gia thì ông win jambon ông ta khẳng định một câu rất là mạnh ông ta nói rằng nếu các anh sử dụng vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của Ukraine thì các anh hãy chuẩn bị tâm lý trả một cái giá cực kỳ là đắt. Qua lời phát biểu chính thức của giám đốc tình báo của Hoa Kỳ, CIA, ông Win Bình. thì các cô chú anh chị em cũng biết là Hoa Kỳ bây giờ họ không nhượng nhịn nữa. Họ không còn có một cái ngoại giao kiểu là nhẹ nhàng với Nga, năng nỉ Nga nữa. Bây giờ họ đe dọa ngược lại Nga. Họ đe dọa ngược lại Nga. Họ nói bây giờ tôi biết là các anh đang thất bại trên mặt trận cuộc chiến. Và các anh muốn thắng cuộc chiến tranh này Các anh sẽ sử dụng những vũ khí Kêu là hàng cấm, những cái vũ khí cấm Nhưng nếu các anh sử dụng Thì các anh phải chuẩn bị tâm lý, phải trả giá Và tôi xác định điều đó với anh cái điều này thì chỉ có ông William bên Ông mới dám nói chứ tổng thống Joe Biden Nhà ta thì không dám nói đâu các quý vị Tổng thống Joe Biden thì không bao giờ dám nói Những cái câu mạnh mẽ như vậy Nhưng đây là lời phát biểu của phía bên an ninh tình báo của Hoa Kỳ phát biểu để khẳng định với cái buổi họp ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là bản tin mà cũng khá là làm gây chấn động mà ít có ai để ý đến. Bởi vì chúng ta quá chú tâm về cái buổi họp G20, ít có ai săn tin này. À, ít có ai săn cái tin này. Nên là sẵn tiện trong diễn đàn này thì Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em để cho các người biết là hiện bây giờ cái vấn đề đe dọa vũ khí hạt nhân nó vẫn có nó vẫn có nó vẫn tiếp diễn nó vẫn diễn biến ra và nó vẫn đem cho chúng ta một cái sự lo âu chúng ta lâm của sự lo âu nó vẫn tiếp diễn ra mỗi ngày trong cái sự việc này và chúng ta nó thấy rõ được càng ngày chúng ta càng lo ngại và bây giờ trung nguyên cập nhật Dài bản tin liên quan đến vấn đề lương thực và cái hợp đồng ngũ cốc trung nguyên nhắc lại ngày tháng để cho các quý vị nhớ là ngày 23 tây tháng 11 cái hợp đồng ngũ cốc chính thức sẽ kết thúc Hiện bây giờ Nga vẫn chưa ký, Nga vẫn chưa ký, Nga vẫn chưa ký. Thì Nga bị áp lực rất là nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới trong cái buổi họp G20 và thúc đẩy Nga phải ký cái hợp đồng à, ngũ cốc để tiếp tục dẫn chuyển ngũ cốc về cái con đường tự do hàng hải ở khu vực Biển Đen. Nhưng Nga vẫn đang làm khó dễ, vẫn không chấp nhận. Thì ngày hôm nay, bà Ulsa von der Leyen là tổng, là mình kêu là cái người nắm quyền cao nhất ở tại Liên minh châu Âu, bà unsa Van der Leyen. Thì bà mới nói rằng là Liên minh châu Âu của chúng tôi sẽ chi ra 8 tỷ. 8 tỷ để hỗ trợ cho vấn đề lương thực cả toàn cầu. Tiền thì chúng tôi chi rồi đó. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chi ra để mua lương thực. 8 tỷ đô la, 8 tỷ euro. Bây giờ giá đô la và euro nó sẽ, nó bằng nhau các quý vị. Thì 8 tỷ chúng tôi sẽ chi ra 8 tỷ châu Âu chúng tôi sẽ bỏ tiền túi ra để mà giúp đỡ những quốc gia trên thế giới đang thiếu lương thực 8 tỷ Nhưng mà chúng tôi phải cần có một cái nơi mua lương thực để chúng tôi mới cho người khác Nhưng bây giờ mấy ông Nga ông làm khó dễ vấn đề ngũ cốc Mấy ông không, không cho tự do hàng hải ở tại khu vực Biển Đen Thì làm sao chúng tôi dù có tiền chúng tôi mua ở đâu đây là một cái câu mà họ đang bắt bớ Nga và ép Nga phải ngồi trở lại về vấn đề đàm phán ngũ cốc. Hiện bây giờ Nga đang ở trong một cái thế kẹt. Nếu Nga không ngồi trở lại hợp đồng ngũ cốc thì Nga là kẻ địch cả toàn cầu. Vì Nga là người đang ngăn chặn cái số tiền 8 tỷ được cung cấp cho những quốc gia đặc biệt là cho những quốc gia châu Phi. Và hiện bây giờ làm cho ông Nga Ông cũng đang khó chịu giải quyết Cái vấn đề ngũ cốc là như thế nào Thực tế ông không muốn cho U Khanh bán ngũ cốc Vì U Khanh bán ngũ cốc Có nghĩa là Ukraine có tiền Và Nga còn sợ là vận chuyển vũ khí bằng đường biển Hỗ trợ cho Ukraine nữa Nên cái lý do đó mà ông Nga Ông rất là phân vân Hiện bây giờ Nga đang bị ép đến cái bức đường cùng Về vấn đề hợp đồng của ngũ cốc Cô chú và anh chị em Bà Unsa Valen Bà nói rằng là Putin nếu không chấp nhận Thì Putin phải có trách nhiệm Và cái thế giới hỗn loạn Về vấn đề nhân đạo về lương thực Tội lỗi chính là đất nước Nga Và đây là một cái Có thể nói là một cái chiêu Rất là khôn khéo Đến từ bà Unsa Leyen Đó là bản tin liên quan đến cái vấn đề hợp đồng ngũ cốc Nó chưa có ngã ngủ Nga vẫn chưa ký Không biết tương lai trong những ngày kế tiếp nó như thế nào Nhưng cái điều chắc là Nga đang củng cố sức mạnh ở tại Biển Đen nhiều lắm Bây giờ theo một nguồn tin cho biết Nga đã điều ngày trước là 18 cái khu trục hạm Bây giờ Nga còn điều động thêm nữa Nga còn điều động thêm khu trục hạm nữa Và Nga đang trở tạo ra một cái phòng thủ vững chắc ở biển Để bảo vệ miền Nam Chắc Từ bờ Biển Đen Và nguyên tin chắc thì các quý vị là dài từng nữa Chúng ta sẽ có những sự cuộc giao tranh đụng độ ở khu vực Biển Đen tiếp tục sau khi ngày 23 tây tháng 11 nếu cái hợp đồng ngũ cốc này nó có tiếp tục hay là nó ngăn chặn nếu nó có tiếp tục thì cuộc giao tranh nó sẽ ít đi cuộc giao tranh nó sẽ ít bởi vì nó bị tự do hàng hải phải tự bảo vệ được liên hiệp quốc mà nếu cái hợp đồng ngũ cốc nó không có thực thi thì chuyên tin chắc với các quý vị sẽ có sự giao tranh nảy lửa ở khu vực biển đen giữa ukraine và nga sẽ có và lúc đó chúng ta thấy rõ được là những sói hạm của nga khu trục hạm của nga hàng không mẫu hạm của nga sẽ chìm sẽ chìm ở tại biển đen biển đen bây giờ là một cái kho báo vũ khí các quý vị ạ à, những kho báo vũ khí hiện bây giờ không biết bao nhiêu những vũ khí tân tiến của nga nó đã chìm ở dưới đại biển và trong thời gian vừa qua thì nga vẫn cố gắng dớt những thiết bị bí mật của mình để không gớt vào trong tay của hoa kỳ hay của nhiều quốc gia khác đó là bản tin liên quan đến vấn đề ngũ cốc cũng đang làm khá là chấn động à, trên cả toàn cầu của ngày hôm nay. Thì các cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ được là tình hình nó đang bắt đầu biến chuyển ở tại những cuộc chiến tranh nó bắt đầu đã thay đổi cái xu hướng. Bây giờ Nga không còn chiếm ưu thế. Bây giờ cả luôn mặt trận Donetsk mà Nguyên sẽ nói về một chút xíu. Vấn đề của Donetsk vẫn là cái vấn đề khó khăn nhất trong thời gian gần đây. Thành phố Bakhmut là một cái thành phố hiện bây giờ người ta kêu là thành phố chết xác chết khắp nơi cái gì nó cũng bị tiêu hủy nó vẫn tiếp tục giao tranh ở khu vực này nó càng ngày nó giao tranh nó càng nhiều khóc liệt càng nhiều chứ nó không có giảm hiện bây giờ nga cũng không cần phải quá bận tâm ở khu vực miền nam thì nga vẫn đổ xô tất cả mặt trận của mình ở khu vực donetsk hai bên vẫn tiếp tục giao tranh khốc liệt và không đạt được thành quả có những lúc thì ukraine phải lùi binh và dài cây số có những lúc nga cũng phải lùi lại dài cây số nên là trong thời gian vừa qua cái sự việc mà ở tại khu vực donetsk nó đang khá là dậm chân tại chỗ nhưng trong những ngày kế tiếp nó sẽ có những sự thay đổi mới trong những ngày kế tiếp nó sẽ có những thay đổi mới vì lực lượng quân đội của ukraine nếu không còn tấn công ở tại Sơn nữa thì họ sẽ dồn binh lên ở trên miền trung Họ sẽ dồn ở lực lượng ở miền Nam dồn lên miền Trung thì cái khu vực họ sẽ tấn công có thể là Donetsk trong những ngày kế tiếp. Đó là bản tin ở khu vực Donetsk để cho các quý vị nắm rõ hết tất cả những chi tiết. Ngày hôm nay thì phía bên Ukraine cáo buộc về vấn đề của nhân đạo là Ukraine cho rằng là Nga đang gửi những tù binh người da đen vào trong những mặt trận nguy hiểm. À cái này là cái cáo buộc của Ukraine thôi. Ukraine cáo buộc là Nga không có nhân đạo Những cái tù binh ở tại đất nước Nga Mà người da đen đó Họ bắt hết Họ gửi lên cái mặt trận chiến trường Và ép những người này Phải bắt đầu là cầm súng ở Và đưa ra trong cái mặt trận nguy hiểm nhất Có rất là nhiều người binh sĩ đen đã tử vong Và chánh phủ những quốc gia châu Phi đang lên án Phần lớn những người da đen này là những người lao động Họ đi lao động tại đất nước Nga Sau đó có xôn đột cái gì đó rồi họ bị nhốt vào trong tù bây giờ là nhốt vào trong tù nắm đầu mày pháp đưa cho mày cây súng gỡ cho mày lên mặt trận chiến trường chỗ nguy hiểm nhất ở đó và bây giờ thì ngày hôm nay phía bên tránh phủ của Khan đã liên hệ với chính phủ của những quốc gia châu phi để lên án những cái hành vi vô nhân đạo của nga cô chú và anh chị em Chúng Yên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe chương trình của ngày hôm nay khá là nóng bỏng và hấp dẫn. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị lúc nào cũng đi sát vào những bản tin thao thời sự của quốc tế. Bye bye và cảm ơn sự hiện diện của các quý vị. Cảm ơn tất cả những mạnh thường quân yêu mến chương trình đã hỗ trợ cho chương trình. Cảm ơn sự lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên qua những bản tin đó đầy khắp nơi trên thế giới. bào ơi ta đã về đây đồng bào ơi ta đã về đây dầu cho gian ngựa bọc thây tình yêu tổ quốc vẫn luôn đong đầy đồng bào ơi ta đã về đây cùng anh em sớm chưa miệt mài đồng bào ơi ta đã về đây đồng cam cộng khổ với quê hương này kia giặc vào tràn lan kia giặc vào tràn lan sang biên giới nơi cao nguyên vàng tiếng dân mình oan than kia giặc vào tràn lan kia giặc vào tràn lan sang biên giới nơi đào xa tiền nhân hơi đầy tu cực nơi tuyến đầu sông núi tiền nhân hơi tiền nhân hơi ôi máu sương rông nơi Bào ơi ta đã về đây đồng bào ơi ta đã về đây dù cho ra ngựa bọc thây tình yêu tổ quốc vẫn luôn đong đầy đồng bào ơi ta đã về đây cùng anh em viết trang sư này đồng bào ơi ta đã về đây bằng quyết tâm gìn giữ núi sông này kia giặc vào tràn lan kia giặc vào tràn lan sang biên giới nơi cao nguyên ôi nghe âm vang tiếng dân mình oán than kia giặc vào tràn lan kia giặc vào tràn lan sang biên giới nơi đào xa tiền nhân hơi đầy tô cuộc nơi tuyến đầu sông núi tiền nhân hơi tiền nhân hơi ôi máu xương sông nơi đồng bào ơi ta đã về đây đồng bào ơi về đây đồng bào ơi ta đã về đây bằng quyết tâm gìn giữ núi sông này